Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Cảm ơn Chúa thật phước hạnh chúng ta khi được ở trong nhà của Chúa. Vì một ngày ở trong nhà của Chúa hơn là 1000 ngày khác. Thà chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa còn hơn là chúng ta vui thú ở ngoài thế gian, ở trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa thật tốt lành khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi rất là được khích lệ khi mà nghe lời làm chứng của người chị em khi nãy. Làm chứng rằng khi mà hai mẹ con cùng nhau nghe bài giảng trong tuần vừa rồi của tôi, chỉ là nghe phát lại thôi, thì quỷ nó lộ ra từ trong đứa con gái. Khi mà tôi đuổi quỷ cho người chị em ở trong clip, khi mà tôi giảng ở Thánh Mỹ Hành Nam, Long An, thì chưa giảng xong bài giảng là cái người chị em đó té ngã xuống đất và la hét. Và tôi phải ngưng lại cái bài giảng đó và tôi cầu nguyện cho người chị em đó. Thì khi mà quỷ nó lộ ra, tôi hỏi rằng là mày đi vào trong người chị em này bằng con đường nào? Thì nó nói rằng là tao đi vào trong mắt của người này khi mà cái ông thầy lỗ ban á khoáng vào trong mắt của người chị em này. Và khi mà tôi đuổi nó ra khỏi mắt của người chị em này, thì người chị em này ngay lập tức tỉnh lại liền. Tại vì theo nguyên tắc của sự giải cứu, đó là quỷ nó vào đường nào thì mình phải đuổi nó ra bằng đường đó. Ví dụ mà nó vào bằng đường miệng thì mình phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ đuổi nó ra khỏi miệng của người đó. Nếu mà người đó từng uống bùa thì chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ trục xuất nó ra khỏi miệng của người đó, bởi vì miệng người đó đã uống bùa vào. Nếu mắt của người đó đã để cho ma quỷ đi vào trong người đó thì chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để trục xuất quỷ nó ra khỏi mắt của người đó. Nếu nó vào trong lỗ tai thì phải đuổi nó ra bằng lỗ tai. Đây là nguyên tắc mà tôi đã học được. Và cảm ơn Chúa vừa mới nhân danh để Chúa Jesus Christ truyền lệnh cho tà linh của bùa lỗ ban ra khỏi mắt của người này, thì ngay lập tức mắt của người này mở và tỉnh lại. Thì khi mà con gái của người chị em này coi và học theo để cầu nguyện, vừa lắng nghe lời của Chúa và cầu nguyện theo, thì ngay lập tức quỷ lộ ra. Cái đứa con gái nó khóc và nó cảm thấy có quỷ đứng ở trước mặt nó. Thì ở đây chúng ta biết rằng là nguyên tắc thuộc linh đó là khi mà trong đời sống của người có tà linh ma quỷ nó áp chế, thì nó nghe lời của Chúa và trong người đó nó sẽ có một sự kháng cự lại. Cái quyền lực của ma quỷ ở trong người đó kháng cự lại với cái lời Chúa. Cho nên rằng là chúng ta thấy lời của Chúa rất là quyền năng. Cho dẫu cái điều đó nó đã, cái bài giảng đó đã được thâu hình từ một tuần trước hoặc là cả năm trước, nhưng mà nếu mình nghe trong đức tin và với tấm lòng khao khát tìm cầu Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ được biểu lộ từ trong chính những lời đó. Và lời cầu nguyện của tôi tới Chúa được sức dầu, nó là một lời cầu nguyện không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Một cái lời cầu nguyện nó vượt thời gian, nguyên bài cha. Có những bài giảng mà tôi đã thâu từ năm trước, xin lỗi, 2 năm trước, tức là lúc mà bùng phát dịch Covid. Họ nghe lại, họ cầu nguyện theo, họ vẫn được chữa lành cho đến ngày hôm nay, quý mài cha. Đó không phải là tôi hoặc là ai đó, nhưng mà là bởi sức dầu ở trong lời cầu nguyện đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là lời của Chúa rất là tuyệt vời, quý mài cha em ơi. Chúng ta cần phải nghe với tấm lòng yêu mến và khao khát. Thì chúng ta sẽ thấy được cái quyền năng ở trong lời của Chúa. Và tôi cầu nguyện xin Chúa đặt để lời của Ngài trên tấm lòng và trên môi miệng của tôi, để khi tôi giảng lời của Chúa thì tôi không giảng lời của riêng mình hoặc là lời của con người, không phải chia sẻ ra cái quan điểm thần học của cá nhân mình, nhưng mà là chia sẻ ra lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ có lời của Chúa mới có thể đem lại sự sống cho tâm linh của chúng ta mà thôi. Ngày hôm nay có nhiều người họ đi những cái nhà thờ mà hàng ngàn người quý mài cho em, họ nghe những bài giảng rất là cao siêu, những bài giảng đầy những cái học thuyết lý luận của con người, nghe những lời rất là ngọt ngào và mát lỗ tai, nhưng mà không có lời của Chúa. Thì họ cứ mãi đi nhà thờ, mài mòn ghế nhà thờ, cho đến khi chết cũng không gặp Chúa, không được thay đổi, không được tái sanh, không được kinh nghiệm quyền năng chữa lành giải cứu của Chúa trên đời sống của mình. Vậy đó mà vẫn có nhiều người họ thích đi những cái chỗ như vậy để thỏa mãn cái xác thịt của mình. Tôi thì không mong muốn rằng mình có một cái hội thánh giống như vậy,
Dẫu rằng hội thánh của tôi quản nhiệm chỉ có vài con chiên thôi, nhưng mà nếu tôi hết lòng tôi chăm sóc cho vài con chiên đó, tôi vẫn có khả năng để tôi giết Goliath sau này. David trước khi giết Goliath, David không chăn một bầy chiên cả mấy ngàn con, nhưng mà David chỉ chăn một bầy chiên ít ỏi thôi quý mà chị em. Đến nỗi mà Joab nói với David rằng là tại sao mày không ở nhà mày chăm những con chiên nhỏ nhỏ đó của tao đi? Tại sao mày lại đến đây? À, quý vị thấy không? Khi chúng ta trung tín ở trong việc nhỏ, Chúa sẽ cho chúng ta làm những việc lớn lao hơn. Chúa không cần số đông, nhưng mà Chúa cần tấm lòng quý mà chị em. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa. Tôi xin phép chia sẻ lời của Chúa qua sứ điệp đứng vững nhờ quỳ gối cầu nguyện. Thưa quý mà chị em, thực trạng hội thánh của ngày hôm nay chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy có những nơi người tin Chúa rất là đông. Theo báo cáo hàng tháng, có những nơi họ tin Chúa cả mấy chục người hoặc là hàng trăm người. Nhưng mà số lượng đứng lại hay là đứng vững ở trong đức tin nơi Chúa thì rất ít. Có nơi tin Chúa một năm cả ngàn người, quý mà chị em thống kê báo cáo mỗi tháng là hàng trăm người tin Chúa, một năm cả ngàn người tin Chúa. Nhưng mà đến lễ Giáng sinh thì chỉ đếm le que trên đầu ngón tay, người đi nhóm lại. Tại sao lại có thực trạng này quý mà chị em? Tôi cầu nguyện với Chúa và Chúa bày tỏ với tôi trong những ngày này rằng là bởi vì cớ chúng ta không dạy cho những người đó biết cách cầu nguyện với Chúa. Một cơ đốc nhân tin Chúa, theo Chúa và muốn phục vụ Chúa một cách trung tín cho đến cuối đời đó quý vị. Cơ đốc nhân đó không phải chỉ là một cơ đốc nhân biết đọc Kinh Thánh, biết những câu gốc hoặc là biết về thần học bằng tâm trí mà thôi. Nhưng mà người đó phải biết Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời từ trong tấm lòng người đó qua sự cầu nguyện. Nếu một người tin Chúa mà không có biết cách để cầu nguyện một cách cá nhân với Đức Chúa Trời, thì người tin Chúa đó chỉ là một người tin theo tôn giáo mà thôi. Và tôn giáo thì không thể nào đem con người ta đến với Đức Chúa Trời được quý mài cha. Có thể trong giấy căn cước công dân của chúng ta ghi rằng chúng ta là tôn giáo tin lành đúng không? Nhưng mà đối với khía cạnh thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta không phải là những người theo tôn giáo. Chúng ta là những người theo Đức Chúa Giêsu. Amen. Về mặt pháp luật thì họ vẫn phải nhìn chúng ta như là những người có tôn giáo tin lành. Nhưng mà chúng ta nhìn theo khía cạnh thuộc linh thì trong mắt Đức Chúa Trời chúng ta là bầy chiên của Ngài. Và là chiên của Chúa thì phải có khả năng để nghe Chúa và tương giao với Chúa đúng không ạ? Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương và Ngài mong muốn để tương giao với chúng ta. Ngài không muốn chúng ta độc thoại với Ngài như là những vị thần ở trong chùa hoặc là ở trong những cái nơi mà người ta thờ cúng ngày hôm nay. Người ta thờ cúng ngày hôm nay, người ta đến với thần đó, người ta nói khấn vái vài câu xong rồi về. Chứ có ai đời nào muốn cho cái ông thần ở trong cái miếu đó về đến nhà của mình rồi nói chuyện với mình mỗi ngày không? Không. Chỉ có Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Ngài mong muốn đi cùng với chúng ta mỗi ngày và Ngài được trò chuyện với chúng ta. Và đây chính là cốt lõi của đạo tin lành quý mà cha. Là người tin Chúa, nếu chúng ta không biết cách để cầu nguyện với Chúa, chúng ta sẽ rất là yếu đuối. Chúng ta sẽ không có sự tăng trưởng thuộc linh. Hội thánh của Chúa sẽ không thể phục hưng được nếu không có sự cầu nguyện. Có thể một người mới tin Chúa, họ sốt sắng yêu mến Chúa lắm. Nhưng nếu không ai dạy cho họ biết cách để cầu nguyện với Chúa, thì người đó sẽ giống như là một đứa trẻ cứ phải mãi được bồng ẵm. 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn cứ phải nhờ mục sư để bồng bế thay tả. Ở đây có thanh niên thiếu nữ nào 25 tuổi mà mong muốn rằng là cha mẹ vẫn đi cùng với mình để đút cơm cho mình ăn, đút cháo cho mình ăn, rồi phải mua quần áo cho mình mỗi ngày không? Chắc chắn là không đúng không ạ? Sĩ diện vô cùng. Mình lớn rồi, 25 tuổi, 30 tuổi, nhưng mà vẫn còn phải được cha mẹ chăm sóc. Nhưng mà trong thuộc linh đó, quý mài cha, dĩ nhiên thuộc linh với thuộc thể có những điều nó khác nhau, nhưng cũng có những điều giống nhau. Tôi nhìn thấy ngày hôm nay, có những người họ tin Chúa 25 năm, 30 năm, vẫn không biết cách để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, buổi sáng nay tôi chia sẻ cái sứ điệp này,
để chúng ta thấy rằng là thật sự có những nơi người ta mang tiếng rằng là đến thờ phượng Chúa nhưng mà họ không thể kết nối trực tiếp với Đức Chúa Trời. Và sự chia sẻ buổi sáng nay dành cho những ai chúng ta chưa bao giờ chúng ta có thể trực tiếp đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm được cái sự rờ đụng của Chúa và tấm lòng của chúng ta trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mà chúng ta khi gặp nan đề, chúng ta cứ điện thoại: mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi với. Ôi mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi, cho nan đề của tôi. Cái gì cũng đến với mục sư hết, nhưng mà không biết đến với Chúa bằng cách nào. Quý vị muốn mình được gặp gỡ Chúa một cách trực tiếp mỗi ngày không? Hay là chúng ta chỉ muốn gặp gỡ Chúa mỗi tuần lễ thôi? Và tôi ao ước rằng là qua sứ điệp này, quý vị sẽ có một sự khao khát để tìm kiếm và gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Và sẽ thấy rằng là có niềm vui ở trong sự cầu nguyện với Chúa. Chứ không phải là cái cầu nguyện nó là một cái gì đó hành hình mình, hay là gọi là hành xác. Ôi, một tiếng đồng hồ tôi phải quỳ gối. Ôi, mệt quá, mục sư bắt tôi phải cầu nguyện quỳ gối. À, như vậy là không phải cầu nguyện quý mà chứ em. Khi chúng ta khám phá được niềm vui trong sự cầu nguyện với Chúa đó, quý vị sẽ thấy rằng là đời sống của chúng ta liên tục cầu nguyện. Đi đâu cũng cầu nguyện hết, lái xe cũng cầu nguyện, đi làm cũng cầu nguyện, giặt quần áo, chúng ta làm việc nhà, chúng ta làm bất cứ cái gì cũng hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện với Chúa một cách vui vẻ. Không bị giới hạn quý mà chứ em. Còn nếu mà chúng ta thấy cái sự cầu nguyện là một cái gì đó nó nặng nề, cực nhọc cho linh hồn, thể xác của chúng ta, thì nó giống như là một đứa trẻ nhìn thấy cái bình sữa là nó ngán. Nó không bao giờ uống sữa, thậm chí cha mẹ lấy cây đánh đó, nó đau quá thì nó mới phải uống sữa mà thôi. Rồi xin Chúa cho chúng ta có một đời sống khao khát cầu nguyện với Chúa. Và khi chúng ta biết cách để đến với Chúa đó quý mà chị em, chúng ta sẽ không còn là chúng ta như thời chưa biết Chúa ngày xưa. Có một câu chuyện kể lại rằng ông Frederick Ozanam là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của giáo hội Pháp vào cuối thế kỷ 19, đã trải qua một cơn khủng hoảng về đức tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học. Một hôm nọ, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn của mình, thì anh đã bước vào trong một ngôi thánh đường cổ ở Paris, ở thành phố Paris của Pháp. Và khi mà anh này đứng ở cuối nhà thờ, thì anh này đã nhìn thấy một bóng đen đang quỳ gối cầu nguyện một cách sốt sắng và hết lòng ở hàng ghế đầu. Và khi đến gần thì anh chàng sinh viên này mới nhận ra rằng là người đang cầu nguyện đó không ai khác hơn đó là nhà bác học lừng danh André Marie Ampère. Và anh đứng lặng lẽ một lúc để theo dõi cái hành động và cử chỉ cầu nguyện của nhà bác học này. Và khi mà vừa đứng lên ra khỏi giáo đường thì người sinh viên này đã theo gót ông về đến tận phòng làm việc của ông. Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng mình với dáng vẻ rụt rè thì nhà bác học Ampère liền lên tiếng hỏi rằng là: anh bạn trẻ, anh cần gì đó, tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không? Thì chàng thanh niên này đáp rằng: thưa thầy, con là một sinh viên khoa văn chương, con không có biết gì về khoa học hết, nhưng mà xin phép thầy cho con hỏi một cái câu hỏi liên quan đến đức tin của thầy. Thì nhà bác học này mỉm cười một cách khiêm tốn, nói rằng là: anh lầm rồi, đức tin là bộ môn yếu nhất của tôi, nhưng mà nếu giúp cho anh được điều gì thì tôi cũng rất là hân hạnh. Thì chàng sinh viên này liền hỏi rằng là: thưa thầy, có thể vừa là một nhà bác học vĩ đại mà vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường hay không? Thì nhà bác học này ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên và đôi môi run rẩy, ông trả lời thế này: con ơi, chúng ta chỉ có thể vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được là trên tất cả những cái thiết bị đo điện kế đều có cái chữ Ampere. Và Chúa đã khiến cho ông bác học Ampère này trở thành một người lừng danh và vĩ đại. Và cái câu nói của ông nó đã đi vào trong lịch sử của Hội Thánh. Chỉ có những người biết cầu nguyện với Chúa thì Chúa ngài mới khiến cho người đó trở nên vĩ đại mà thôi. Không phải là bởi tài trí học vấn của người chúng ta mà chúng ta trở nên vĩ đại đâu quý mài chị em. Nhưng bởi vì có ơn của Chúa trên đời sống người đó. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là trong sự cầu nguyện nó sẽ đánh một cái dấu ấn vào trong đời sống tâm linh của chúng ta. Để chúng ta trở thành những con người có thể ảnh hưởng được cho nhiều người xung quanh mình. Chúa Giêsu đã từng khích lệ cho các môn đồ của Ngài cầu nguyện ở trong đời sống thuộc linh của họ.
Ở trong Giăng đoạn 16 câu 23 cho đến 24, lời của Chúa Giêsu phán thế này: trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Quý vị thấy không? Trước khi mà Chúa Giêsu phán những lời này thì các môn đồ họ không có cầu nguyện gì hết. Họ nói trước giờ thì các ngươi chưa có cầu xin gì hết, thì bây giờ hãy cầu xin đi thì các ngươi sẽ được gì đó. Rồi trong Giăng đoạn 14 câu số 13 cho đến 14, Chúa Giêsu Ngài phán tiếp thế này: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha các ngươi, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Chúa Giêsu Ngài cứ nhắc đi nhắc lại rằng là các ngươi hãy cầu xin nhân danh của ta thì Cha trên trời sẽ ban cho các ngươi. Chúng ta suy gẫm, chúng ta thấy rằng là cái bí quyết để chúng ta được Chúa Ngài nhậm lời trong sự cầu nguyện đó là chúng ta phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Có những hội thánh, có những giáo hội họ cầu nguyện mà không qua danh Chúa Giêsu. Chúng ta biết, thứ nhất đó là tà giáo, thứ hai đó là những giáo hội họ làm theo lời truyền khẩu của loài người. Có những giáo hội đó quý vị, họ chỉ mong muốn giáo dân chạy đến với thánh này thánh nọ để cầu xin thánh này thánh nọ ban ơn cho họ. Quý vị có thấy có những giáo hội như vậy không? Họ để tượng thánh ở trong sân nhà thờ đầy luôn, và họ nói rằng là: anh chị em biết không, Chúa của mình nó rất là bận, Chúa của Kinh Thánh nó rất là bận rộn, mình khó đến với Chúa lắm, muốn gặp Chúa đó không phải dễ, cho nên là phải cầu nguyện với các thánh, rồi các thánh á thì họ mới đến thưa với Đức Chúa Trời. Đến với Chúa khó lắm, không phải ai cũng đến với Chúa được, cho nên là mình phải cầu nguyện qua các thánh. Quý mài cha em ơi, con người của chúng ta suy nghĩ về Chúa theo cái óc hữu hạn của mình. Chúa là đấng vô hạn đúng không ạ? Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, Ngài là đấng không hề mỏi mệt, Ngài không hề nhắm mắt cũng như không buồn ngủ. Con người của chúng ta trong thể xác này có thể yếu đuối, mệt mỏi, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không có thể xác vật lý này. Ngài không hề mệt mỏi. Trong một giây, Ngài có thể nghe được lời cầu nguyện của hơn 8 tỷ người trên thế giới này. Bởi vì Chúa không bị giới hạn mà đúng không ạ? Nếu quý vị có con mà có 5 đứa con đó, ai mà chúng ta có 5 đứa con mà cùng một lúc 5 đứa con nói chuyện với chúng ta, quý vị nghe nổi không? Không nổi. Nhưng mà Chúa Ngài có thể nghe được hơn 8 tỷ người trong cùng một lúc, còn hơn là cái tổng đài điện thoại nữa quý mài chị em. Đúng không quý mài chị em? Cái tổng đài điện thoại của chúng ta ngày hôm nay đó, hàng triệu người họ thực hiện cùng một lúc những cuộc gọi của họ cho nhau, thì tổng đài vẫn có khả năng để tiếp nhận hết tất cả những cuộc gọi đó. Cái điều này là cái điều nó vượt quá cái khả năng con người của chúng ta có thể hiểu được. Cho nên đừng bao giờ lấy cái sự hiểu biết của chúng ta để áp đặt cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngày hôm nay nhiều người họ dạy đến mức mà họ không dám làm phiền Đức Chúa Trời. Họ chỉ làm phiền với các thánh, hoặc là làm phiền với những người đại diện cho Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa Ngài nói rằng là hãy làm phiền Chúa qua sự cầu nguyện. Ở trong Luca đoạn 18 có nói về một cái người đàn bà quá, cứ đến gặp cái ông quan đó và ông quan đó không chịu mở cửa. Thế là bà này bà cứ gõ để mà xin quan xử án cho mình, xét xử lẽ công bình cho mình. Ông quan đó khuya rồi, ông buồn ngủ rồi, mà ông nói trong lòng thế này: bây giờ mình ngủ thì ngủ không được, bà cứ làm phiền mình hoài, thôi bây giờ mình ra mình nhận cái đơn của bà, mình xét lẽ công bình cho bà đi, để bà về quách cho rồi mình khỏe. Và thế là Chúa Giêsu Ngài nói rằng là: các ngươi có nghe lời quan án không công bình nó nói chăng? Các ngươi hãy giống như cái người đàn bà đó. Hãy cứ cầu nguyện với Chúa, hãy kêu nài với Chúa. Và trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 chép rằng là: hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc mà ngươi chưa từng biết.
Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7, Chúa Giê-xu nói rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Chúa Giê-xu Ngài luôn khích lệ cho mọi con dân của Ngài phải đến để mà cầu xin với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ đẩy con dân của Chúa rời xa khỏi Ngài hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn cho mọi người có thể đến với Ngài. Ai là người có thể đến được với Đức Chúa Trời quý mài chị em? Người có đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Bất kể quý vị ở trong giáo hội nào, hệ phái nào, mà quý vị có đức tin nơi Chúa và lời của Ngài, quý vị có thể nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến trực tiếp cầu nguyện với Chúa. Không cần quý vị phải ở trong nhà thờ thì Chúa Ngài mới nghe lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà ngay tại nhà riêng, ngay tại sở làm, ngay tại cái chỗ mà chúng ta đang ở. Và quý vị biết không, tiên tri Jonah đã ở trong bụng cá, tuốt ở dưới đáy đại dương khoảng vài ngàn mét. Nhưng mà ông vẫn có thể cầu nguyện với Chúa và Chúa Ngài nhậm lời cầu nguyện của ông. Wow, quý vị thấy không ạ? Dù là quý vị ở trên nơi cao hoặc là ở nơi sâu thẳm thì Chúa Ngài vẫn có thể nghe được tiếng lòng của quý vị. Nhưng mà có thực trạng đáng buồn ngày hôm nay, đó là có nhiều con cái Chúa họ quên mất sự cầu nguyện. Và trong thời của tiên tri Giê-rê-mi, dân Israel họ đã sa sút đến nỗi mà cả một dân tộc họ không còn cầu nguyện với Chúa nữa. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu số 32 chép rằng là con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Ở đây lời của Chúa nói rằng là dân của Chúa đã quên Chúa từ những ngày không tính ra được. Tức là họ quên mất cái sự cầu nguyện luôn. Hỏi họ rằng là cái lần cuối cùng mà anh chị em quỳ gối cầu nguyện với Chúa là lần nào? Họ nói không nhớ nữa. Cũng một câu hỏi đó tôi hỏi quý vị rằng là cái lần cuối cùng quý vị quỳ gối cầu nguyện riêng với Chúa gần đây nhất là khi nào? À, Chủ nhật tuần trước mục sư. Hay là mới sáng nay? Hay là mới khi nãy khi chúng ta cầu nguyện chung với là cái người hướng dẫn chương trình? Dạ, cầu nguyện nhiều quá không nhớ là khi nào. Cảm ơn Chúa. Nói đến đây tôi chợt nhớ đến có một mục sư, ông nói rằng là tôi không bao giờ tôi cầu nguyện quá 5 phút hết. Nhưng mà cũng không bao giờ quá 5 phút mà tôi không cầu nguyện. Tức là ông liên tục cầu nguyện với Chúa, ông nhớ đến Chúa là ông cầu nguyện và ông không bao giờ ông quên Chúa quá 5 phút. Xin Chúa Ngài cho đời sống của chúng ta liên tục kết nối với Chúa trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện đơn giản không quý mài chen. Dĩ nhiên trong những cái buổi lễ, nghi lễ trang nghiêm, chúng ta cần phải có những cái lời lẽ trang nghiêm và kính trọng với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa những cái lời mỹ miều hoặc là những cái lời để mà chúng ta tôn vinh Chúa. Nhưng mà có những lúc chúng ta ở trong nguy nan thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không thể nào mà mở miệng ra nói lạy Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, Gia-cốp. Hỡi Chúa xin hãy lắng nghe, hỡi Chúa xin hãy thương xót. Không. Cái lúc mà mình đang chạy xe như vậy á, mình gặp cái xe tải đang đi trước mặt mình, nó đang hướng về mình, mất kiểm soát. Lúc đó mình nói sao quý mài chị em? Chúa ơi cứu con đúng không? Chứ đâu có nói ô lạy Chúa, Ngài là đấng ở trên cao, mắt của Ngài mở soi trên đường lối con người của chúng con. Chúa có thấy không? Chúa có biết chăng? Quý mài chị em ơi. Lúc đó mình cầu nguyện amen xong là mình thấy cửa thiên đàng mở ra rồi. Là coi như cuộc đời này coi như bỏ rồi. Có một câu chuyện có thật. Cách đây vài tuần trước, có một thanh niên tin Chúa, con của một người tin Chúa, và cái anh thanh niên này cũng đi theo mẹ đi nhà thờ, nhưng mà cũng ít đi lắm, cũng có bữa đực bữa cái, không có nhóm trung tín trong hội thánh, tâm linh cũng yếu đuối lắm. Thì một buổi tối nọ, người thanh niên này về nhà của mình ở trong một cái hẻm,
Và khi mà vừa quẹo qua cái hẻm đó thì trong hẻm đi ra mà cái cô gái này phóng xe rất là nhanh và hai người va chạm nhau ngay đầu hẻm. Thì cái người thanh niên này bắt đầu có lời qua tiếng lại với cô gái này, hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Rồi sau đó cả hai về nhà ấm ức và anh chàng này cứ nghĩ rằng là chuyện nó đã qua rồi. Tại vì cô gái đó cũng ở trong cái khu trọ của anh này. Thì cô gái này về nhà nói lại với người yêu của mình rằng là cái anh chàng này nè vừa mới gọi là khiêu khích mình, chạy xe đụng mình rồi xong rồi có lời nói không hay với mình. Và thế là mấy bữa sau cái người yêu của cái cô này chở thêm một cái người bạn nữa cầm theo hai cái mã tấu để mà đi kiếm cái người thanh niên kia. Và khi mà cái người thanh niên này đang ngồi quán cà phê mà, thì cả ba người chạy xe tới đó. Và cái người bồ của cô gái này nói rằng là có phải cái thằng đó không em? Cái cô gái nó nói đúng rồi, cái thằng đó đó anh, hôm bữa đó đụng em đó, em đó. Và cái anh này anh đâu có biết cái gì đâu. Thì hai anh kia đã cầm mã tấu đến để mà xả cái người thanh niên này, tìm cách để giết. Và xả đến nỗi mà không có tiếc tay quý mà cho em. Xả mã tấu đến nỗi mà cái tay của này là anh này chỉ biết lấy tay đỡ, tay phải đỡ. Và chém đứt 60 cái sợi dây gân ở trong cái tay này. Thịt thì nát ra, xương thì nứt, rồi cái chỗ thì gãy nữa. Nhưng mà người thanh niên này lúc đó chỉ biết đỡ thôi. Và hai người kia cứ cầm dao, cầm mã tấu xả, xối xả như vậy để mà giết chết cái người thanh niên này. Cái người thanh niên đó lúc đó không còn biết cái gì hết nhưng mà chỉ biết đến Chúa thôi. Lúc đó nói là Chúa ơi cứu con. Và khi mà la là Chúa ơi cứu con như vậy đó, thì Chúa thêm sức cho cái người thanh niên này lạ lắm quý mà cho em. Thình lình có một cái sức nào đó khiến cho cái người thanh niên này bỏ chạy ra khỏi cái chỗ mà mình đang bị chém bởi hai cái người thanh niên kia. Và cái em thanh niên này đã có thể leo lên cái xe máy của mình, vặn cái tay ga để mà chạy đi. Mà không hiểu sao quý mà cho em, đúng là phép lạ. Tại vì khi mà cái gân tay mà nó bị đứt rồi đó quý vị, thì không bao giờ cái cổ tay này cử động được hết á. Vậy đó mà Chúa làm sao đó mà cái người thanh niên này có thể chạy vào trong cái hẻm gần đó và chạy thoát được. Vừa mới chạy vô cái hẻm đó thì gục xuống và thấy có một người nam đứng gần ở đó xa xa đó, đứng xa xa gần đó và nói Chú ơi cứu con. Và thế là người thanh niên này gục ngã xuống, không còn biết gì hết. Và khi mở mắt ra thì thấy mình ở trong bệnh viện. Và công an cũng đã bắt hai cái kẻ kia và làm việc với họ. Nhưng mà điều lạ lùng đó là cái người thanh niên này vẫn còn sống. Và cái tay á quý vị bây giờ đã có thể bình phục và có thể cử động được những ngón tay. Và khi mà cái người chủ quán cà phê mở lại cái camera để mà xem cái chỗ đó đó, thì người ta phải mở rất là chậm, chỉnh cái chế độ chậm á, để mà xem coi là tại sao mà cái thằng đó nó đang cái chỗ chết, bị chém cái chục nhát như vậy đó, tưởng nó chết nhưng tại sao nó không chết. Thì người ta thấy rằng tự nhiên cái anh này anh xẹt ra một cái như điện và leo lên xe chạy giống như là một người khỏe mạnh. Và người ta phải tua chậm lại để xem coi rằng là cái thế lực nào đã giải cứu anh này. Và người ta thấy có một cái bóng mờ giống như là thiên sứ đem cái người này ra khỏi cái chỗ đó. Quý vị thấy không, cái lúc mà chết như vậy đó, lúc mình còn đâu tâm trí đâu mà hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vạn quân nữa, đúng không? Chỉ la lên Chúa ơi cứu con là phép lạ Chúa xảy ra rồi. Cho nên tôi khích lệ quý vị là con cái Chúa, chúng ta đi đâu làm gì chúng ta cũng phải nhớ đến Chúa hết quý vị ơi. Chúa Giêsu phải là cái danh đầu tiên mà chúng ta nhớ đến mỗi khi chúng ta gặp khó khăn bế tắc. Thì khi chúng ta tuyên xưng danh Chúa ra, phép lạ của Chúa sẽ đem đến sự giải cứu, chữa lành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ đến Chúa. Không phải chỉ lúc khỏe mạnh, lúc bình an mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ đến Chúa trong lúc mà nguy nan, hoặc là trong giờ lâm tử chúng ta vẫn có thể nhớ đến Chúa và cầu xin nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 cho đến câu 9,
Lời của Chúa nói rằng là dân này lấy mô miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. À, có một thời kỳ mà dân của Chúa chỉ lấy mô miếng mà thờ phượng Chúa mà thôi. Họ không còn cầu nguyện bằng tấm lòng nữa quý vị, nhưng mà họ cầu nguyện bằng môi miệng. Đến nỗi mà Chúa nhìn vào lòng của họ và nói rằng là lòng của chúng nó xa ta lắm. Xin Chúa ngài cho lòng của chúng ta luôn luôn gần gũi với Chúa. Amen. Luôn gần gũi với Chúa từng hồi từng lúc. Hay là lòng của chúng ta bây giờ nó đầy dẫy những điều của thế gian. Ngồi trong nhà của Chúa nhưng mà cứ nghĩ về cái bàn nhậu, hoặc là nghĩ về thịt chó. Hoặc là nghĩ rằng là sau khi nhóm xong mình đi hát karaoke. Tôi nhớ hồi nhỏ khi mà tôi còn là một thiếu niên chưa biết Chúa đó, mình vẫn đi nhà thờ, vẫn đi nhóm thiếu niên. Nhưng mà nhóm xong rồi biết đâu không quý mà chị em, đi nhậu. Khủng khiếp như vậy đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa thương xót. Tôi nay là người thế nào đó là nhờ ơn thương xót của Chúa. Và tôi thoát ra khỏi được cái cảnh như vậy đó, thì tôi mới biết đường để tôi chỉ cho quý vị. Những ai yếu đuối, những ai giống như tôi ngày xưa đó, quý vị biết cái đường thoát ra khỏi cái ngục tù đó. Một cái người đã từng trốn trại á, cái người đó biết rõ con đường để mà trốn. Cho nên tôi chỉ cho quý vị cái cách để quý vị có thể trốn ra khỏi trại của ma quỷ, trốn ra khỏi cái trại của sự ngu dốt tối tăm ma quỷ cầm buộc quý vị. Bây giờ tôi nghĩ lại cái cuộc đời của tôi ngày xưa khi chưa biết Chúa, mình ngu dại vô cùng. Mình đi nhà thờ nhưng mà mình chỉ là chơi trò chơi tôn giáo thôi. Cũng cầu nguyện y như người ta thuộc kinh gì mình thuộc kinh đó. Người ta thuộc câu gốc nào mình cũng thuộc câu gốc đó. Nhưng mà hỏi rằng là mình có bao giờ mình thân thiết với Chúa trong sự cầu nguyện không? Mục sư ổng cầu nguyện hay hơn tôi cho nên là Chúa nghe ổng thôi chứ Chúa đâu có nghe tôi. Tôi nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ rằng là mình cầu nguyện hay thì Chúa mới nghe. Nhưng mà tôi đã làm, Bởi vì Chúa, ngài yêu thương con cái của ngài. Cho dẫu con cái của ngài có nói dở hoặc là cầu nguyện cà lâm lắp bắp thế nào chăng nữa thì Chúa ngài vẫn yêu thích nghe những lời cầu nguyện của con cái ngài. Amen con quý mà chị em. Con quý vị đẻ ra quý vị có chê nó mỗi khi mà nó nói không chuẩn không, không đúng không? Không. Quý vị hiểu nó, quý vị thấy nó đến nói chuyện với mình thích vô cùng quý mà chị em. Cho dẫu con mình nó không giỏi, nó không nói hay như người ta, hay nó hay hơn con người ta, nhưng mà nó là con của mình thưa quý vị, rất yêu thương nó. Quý vị là con của Chúa bởi huyết của Chúa Giêsu Christ đã đổ ra. Cho nên quý vị có nói những cái lời mà không hay, những lời mà có lẽ nó mộc mạc, nó đơn sơ, nó bình dân, học vụ thế nào chăng nữa thì Chúa ngài vẫn yêu thích và ngài vẫn mong muốn nghe lời cầu nguyện quý vị. Nhưng mà có một điều ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta, khiến cho ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa không thấy được quyền năng trong sự cầu nguyện. Đó chính là tội lỗi. Khi một người có tội lỗi trong đời sống người đó không giải quyết tội lỗi bằng sự ăn năn, thì chính tội lỗi đó ngăn trở đời sống cầu nguyện hiệu quả. Cho nên tôi thấy rằng là những ai chúng ta thật sự có tấm lòng ăn năn đến với Chúa, hạ mình để xin Chúa tha thứ cho mình, hạ mình để từ bỏ tội lỗi, hạ mình để từ bỏ gái gú, từ bỏ bia rượu, từ bỏ bia ôm, từ bỏ những cái đèn mờ, từ bỏ những cái nghiện ngập, từ bỏ những cái sự tham lam, những cái sự tham nhũng, ham ô hối lộ, thì những người đó sẽ được Chúa cứu rất là nhanh. Nếu chúng ta đến nhà Chúa cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ngài thăm viếng tấm lòng của mình, thay đổi tấm lòng của mình, quý vị sẽ được phước. Còn nếu quý vị không thay đổi tấm lòng của mình mà mong muốn rằng là Chúa ơi, xin Chúa ngài cho con làm ăn gian dối, nhưng mà thôi Chúa che cái đó cho con đi, để con buôn may bán đắt. Chứ bây giờ mà không gian dối, không tham ô, không nhận bao thư thì làm sao mà con có thể thăng tiến được. Con mà không đút tiền cho ông sếp trên thì làm sao mà con lên ghế cao được. Mà bây giờ con là con của Chúa mà bây giờ con không làm như vậy thì con mất chức, con thua sút người ta.
Quý mà cha em ơi, theo Chúa, chúng ta cần phải trả giá. Chúa Giêsu đã trả giá chết thay chúng ta để chúng ta được cứu rỗi. Nhưng mà để chúng ta có thể theo Chúa và vào thiên đàng, ở trong ngày cuối cùng, quý vị, chúng ta cũng phải trả giá bằng sự hy sinh những cái quyền lợi của chúng ta, hy sinh những cái danh lợi quyền của mình. Quý vị có dám vì cơ Chúa mình bỏ đi thuốc lá không? Quý vị có dám vì cơ Chúa mình bỏ cái ly bia không? Quý vị có dám vì cơ Chúa mà từ bỏ gái gú không? Rồi đối với phụ nữ, mình có dám vì cơ Chúa mình từ bỏ một mối quan hệ sai trật với cái người đàn ông nào đó trong xóm không? Nếu quý vị không từ bỏ được, không đắc thắng được những cái điều đó, thì tôi xin thưa rằng là quý vị không thắng được ma quỷ đâu. Bản thân mình không thắng được thì làm sao thắng được ma quỷ, đúng không quý mà chị em? Lý do tại sao mà tôi có thể cầu nguyện, tôi xin Chúa Ngài ban phước chữa lành cho quý vị, đuổi quỷ cho quý vị một cách hiệu quả, đó là bởi vì cớ Chúa biết tôi là người sẵn sàng để vâng lời Chúa và trả giá. Để đứng đây chia sẻ lời Chúa với quý vị, tôi phải trả giá rất là nhiều trong quá khứ. Trả giá rất là nhiều. Không ai mà được ơn hoặc là được sức giàu mà lại không trả giá, quý mà chị em. Và phải trả giá đắt nữa, quý mà chị em. Sức giàu Chúa có quý không? Quý, cho nên là phải trả giá đắt, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy có những người hầu vị Chúa giống như tôi đó, họ chỉ muốn trả giá bèo thôi. Tức là sao? Tức là không chấp nhận hy sinh, không chấp nhận mà có một đời sống cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không nói rằng là một đời sống khổ tu ép sát. Theo Chúa không phải là mình tu hoặc là mình giống như mấy ông thầy tu là phải sống khổ sở hành xác mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta nhận biết rằng là có những điều Kinh Thánh, lời của Chúa dạy chúng ta phải từ bỏ nó. Nếu Chúa nói rằng là cái đó là tội lỗi đó con phải bỏ đi, và chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta từ bỏ tội lỗi đó, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa nâng cấp nhiều hơn. Đời sống cầu nguyện của chúng ta nó cũng dễ dàng hơn. Mà có những khi có người nhắn tin cho tôi nói, mục sư ơi, bây giờ em tối nào cũng mơ thấy ác mộng hết. Tối nào em cũng thấy ma quỷ nó dí với em hết. Bây giờ mục sư cầu nguyện cho em với. Tôi thì bận rộn, tôi không có thời gian để cứ nói chuyện với từng người một, cứ mỗi người 10 phút là coi như là tôi không có thời gian để tôi làm việc cá nhân của tôi nữa. Và thế là tôi để cái điện thoại và tôi thu âm cái lời cầu nguyện của mình. Tôi cầu nguyện xong tôi gửi đi. Thì trong cái tin nhắn nó hiện lên rằng là cái lời cầu nguyện đó nó chỉ là một phút thôi, tức là khoảng 60 giây đó. Và sau đó một ngày thì tôi nhận được cái tin nhắn của cái người cho em nói rằng là ồ, cảm ơn Chúa, một sư ơi, em đã được lành và em không còn thấy mơ thấy ma quỷ. Quý vị thấy không? Không cần phải cầu nguyện dài, 5 phút, 10 phút thì quỷ mới ra, nhưng mà chỉ cần 1 phút thôi. 1 phút thôi là quỷ nó đã ra khỏi rồi. 1 phút thôi là quý vị có thể kết nối được với Đức Chúa Trời và nhận lãnh được phép lạ của Chúa. Cho nên đối với những ai mà chúng ta chưa bao giờ cầu nguyện với Chúa một cách nghiêm túc, chưa bao giờ cầu nguyện với Chúa một cách thật tâm, thì lời khuyên của tôi dành cho quý vị là đừng bắt đầu cầu nguyện với một cái chỉ tiêu đó là mình phải cầu nguyện 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta cần phải bắt đầu bằng 1 phút. Chỉ cần quý vị nghiêm túc cầu nguyện với Chúa 1 phút mỗi ngày thôi. Tôi không có yêu cầu quý vị phải leo phải bước những cái nấc thang cao hơn. Cái nấc thang đầu tiên quý vị phải chiến thắng được trong đời sống cầu nguyện của mình, đó là mình phải có 1 phút cầu nguyện với Chúa. Lẽ nào quý vị bận rộn mới nổi mà một ngày không có đủ 1 phút để cầu nguyện sao? Tôi thách thức quý vị mỗi ngày ít nhất quỳ gối 1 phút. Nếu mà ai đó mà tiếc mà không dám lố 1 phút đó, quý vị có thể để đồng hồ cũng được. Qua 61 giây cái là nó sẽ báo rồi quý vị đứng dậy quý vị. Quý vị nếu mà cầu nguyện với Chúa mỗi ngày được 1 phút. Sau đó quý vị tháng sau quý vị có thể nâng lên 2 phút, 2 phút được lên 4 phút, và thế là từ từ mình có thể mình cầu nguyện nhiều hơn với Chúa. Đó là cái điều mà tôi khích lệ quý vị.
những ai chúng ta chưa bao giờ bước vào trong chỗ cầu nguyện. Đừng nhìn cái người này người kia nó wow, họ đều là những người cầu nguyện rất được ơn, còn mình yếu đuối, mình không được ơn giống như họ, cho nên bây giờ mình không biết làm sao đây, làm sao để cải thiện được khả năng cầu nguyện của mình đây. Quý vị ơi đừng nản lòng, nhưng mà hãy bắt đầu cầu nguyện với Chúa 1 phút mỗi ngày. Rồi trong chỗ 1 phút đó, Chúa sẽ thấy được sự trung tín của chúng ta và Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta. Mỗi một tín đồ nếu biết cách cầu nguyện thì người đó sẽ nhận được những ích lợi như thế này. Điều đầu tiên đó là cầu nguyện sẽ góp phần vào trong sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta. Điều này có nghĩa rằng là nếu tôi không cầu nguyện thì tôi sẽ không bao giờ được lớn lên. Nếu tôi không cầu nguyện với Chúa thì tôi sẽ không có sự tăng trưởng thuộc linh. Quý vị nhớ nha, lý do tại sao mà ngày hôm nay cơ đốc nhân tin Chúa cả hàng chục năm không lớn lên, không kết quả là bởi vì cớ họ chưa thật sự cầu nguyện. Hoặc là họ có cầu nguyện thì họ chỉ cầu nguyện những lời cầu nguyện của tôn giáo sáo rỗng. Mố miệng này cầu nguyện với Chúa nhưng mà lòng thì xa cách Chúa, Chúa không nghe. Chúng ta cần phải cầu nguyện bằng tất cả con người của chúng ta. Trước hết ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi. Trong sự cầu nguyện cũng vậy, quý vị phải bày tỏ ra sự yêu mến hết lòng của quý vị. Tôi hỏi những người vợ nha. Quý vị có biết được những lời yêu thương ra từ miệng chồng của mình khi nào là thật và khi nào là giả không? Có không? Hoặc là hai người đang yêu nhau, họ trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, yêu thương. Nhưng mà nếu chúng ta để ý, chúng ta có biết được là cái lời nào thật, lời nào giả không? Vẫn biết đúng không ạ? Có thể là chúng ta nhận biết sai. Nhiều khi gặp cái người giả dối, họ nói những lời ngon ngọt rất là hay. Có thể chúng ta không có tỉnh táo, chúng ta vẫn bị lừa. Nhưng mà đối với Chúa, chúng ta không lừa được Ngài đâu quý mài chém. Đối với Chúa, Ngài nhìn thấu trong lòng của chúng ta, Ngài biết được chúng ta yêu Chúa như thế nào. Cho nên trong chỗ cầu nguyện, khi chúng ta yêu Chúa và chúng ta cầu nguyện dốc đổ quý vị, cho dù chỉ là một vài phút thôi, nhưng mà trong chỗ dốc đổ đó, chúng ta sẽ nhận được sự tăng trưởng thuộc linh. Amen, đây là bước đầu tiên như quý vị nha. Phước hạnh đầu tiên chúng ta có được trong sự cầu nguyện, đó là chúng ta sẽ được tăng trưởng. Cho nên có những con cái Chúa, những cơ đốc nhân khi họ mới tin Chúa, nhưng mà họ được kết quả, họ đem hàng chục người, hàng trăm người trở lại với Chúa. Còn nhanh hơn là cái người mà tin Chúa cả chục năm mà không đem một người nào đến với Chúa hết. Có thể chúng ta nhìn thấy những cái thực tế như vậy và chúng ta hiểu được rằng là cái người mới tin Chúa mà biết cách cầu nguyện với Chúa đó, thì người đó có sự tăng trưởng thuộc linh và họ lớn rất là nhanh. Lớn rất là nhanh. Rồi, phước hạnh thứ hai của một đời sống cầu nguyện đó là cầu nguyện góp phần gia tăng sức mạnh thuộc linh. Sức mạnh thuộc linh liên hệ đến năng lực mỗi ngày mà chúng ta cần nơi Chúa để chúng ta có thể thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa mỗi ngày. Nếu không có sự cầu nguyện thì sức mạnh tâm linh của chúng ta không có. Chúng ta sẽ dễ yếu đuối ở trong sự thờ phượng Chúa. Yếu đuối trong chỗ chúng ta kháng cự lại với những cái quyền lực của ma quỷ, những cái sự tấn công của Satan mỗi ngày. Quý vị biết rằng là cơ đốc nhân chúng ta mỗi ngày đều có những trận chiến thuộc linh nó xảy ra xung quanh chúng ta không? Alo. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái thế lực của ma quỷ nó rất là ghen ghét chúng ta. Nó có thể tấn công vào gia đình của chúng ta, tấn công vào trong sức khỏe của chúng ta, tấn công vào trong những cái mối quan hệ của chúng ta, hoặc là tài chánh của chúng ta. Thậm chí là tấn công vào trong tâm trí của chúng ta nữa quý vị. Và nếu chúng ta không có sức mạnh để chúng ta kháng cự lại với những cái sự tấn công của ma quỷ hoặc là những sự thử thách, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất yếu đuối, thậm chí đủ quỷ không nổi quý mài chứ. Ngày hôm qua thì tôi bị cái chân nó cái khớp đầu gối nó bị đau, nó bị từ hôm thứ sáu. Nhưng mà thứ sáu tôi còn đi lại được, tôi còn chạy xe được, chở con tôi đi ăn ở ngoài được. Nhưng mà tới tối thứ sáu về thì tôi thấy cái
chân của tôi không ổn, đau nhức, và tôi nhờ vợ tôi bóp dầu, xoa cho nó đỡ đau. Thì tối hôm thứ sáu tôi thức dậy và tôi sáng hôm thứ bảy thì tôi không dậy nổi với mày cha, không đứng dậy nổi luôn, nó đau nhức ngay cái đầu gối và tôi không biết là cái triệu chứng gì. Tôi đặt tay tôi cầu nguyện, tôi nhờ vợ tôi cầu nguyện nhưng mà không hết. Và cả ngày thứ bảy hôm qua thì tôi giống như là một cái người tàn phế vậy đó, đi mà phải lết, đi rất là chậm tại vì nó nhức kinh khủng mà tôi không biết là nó nhức cái gì. Và tạ ơn Chúa là ba mẹ tôi về nhà và lấy xe chở tôi đi khám bác sĩ, và nó rất là chật vật bởi vì chỉ cần nhúc nhích thôi là cái chân tôi nó nhức rồi. Cả ngày tôi không đi đâu được hết. Tôi cảm nhận giống như mình là một cái người tàn phế vậy đó. Và lúc đó tôi hiểu được cái tâm trạng của một người mà bị khuyết tật đó, mà họ không đi lại được. Họ cứ ngồi yên một chỗ, phải nhờ người này lấy nước, người kia lấy cơm cho mình ăn. Nó vô dụng như thế nào. Và khi ba mẹ tôi chở tôi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là cái dây chằng đầu gối nó bị chấn thương. Thì bác sĩ hỏi tôi rằng trước đây có bị đau không? Thì tôi nói không bao giờ đau hết á. Và thế là họ lấy cái máy gì đó hơ cho nó đau, nó đớt bớt đau ngay cái đầu gối. Rồi chích thuốc giảm đau. Và họ cho những cái liều thuốc để mà cho cái dây chằng đầu gối nó được ổn lại. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay tôi đến đây để mà tôi chia sẻ lời Chúa cho quý vị cách bình an. Và tôi nhớ lại rằng là cách đây vài năm trước đó, khi mà tôi đi đá banh với lại những thanh niên trong hội thánh, thì cái đầu gối của tôi nó bị đau, mà tôi không biết là đau vì cái gì. Sau một tháng thì nó hết đau, nó không còn đau nữa. Nhưng mà bây giờ tôi bước qua tuổi 40, tôi thấy rằng là cái sức khỏe tôi nó không còn như thuở 20, hai mấy ngày xưa nữa. Nó không còn được như thời 30 nữa quý mà chứ. Và cần phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất, phải nghỉ ngơi. Cơ thể của mình nó giống như một cái nhà vậy quý vị. Sử dụng lâu ngày, nó có thể nó sẽ xuống cấp, nhưng mình phải cần biết cách để làm cho sức khỏe của mình nó được gia tăng, nó được bền vững ổn định mỗi ngày. Nhưng mà cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị đó là cuộc đời của chúng ta không biết trước ngày mai sẽ như thế nào đúng không quý vị ơi. Tuần trước tôi đâu bao giờ tôi nghĩ rằng là ngày hôm qua tôi phải ngồi liệt giường như vậy. Đúng không? Tuần trước có thể rất là khỏe mạnh, đi đây đó. Mình đâu có nghĩ rằng là đi một chút phải có người dìu. Ở đây tôi không đe dọa quý vị hoặc là làm cho quý vị lo lắng về tương lai của mình. Bởi vì tương lai của chúng ta nằm ở trong tay của Chúa. Nhưng mà sẽ có những ngày đó quý vị ơi, bão nó sẽ đến. Bão nó sẽ đến quý vị ơi. Chúng ta không biết được, cái con người của chúng ta nó mỏng manh lắm. Con người của chúng ta nó rất là chỉ cần ma quỷ nó chọt vô cái dây gân của mình thôi là mình đi cũng được rồi đúng không? Đúng không quý vị? Nó chọt vô cái ba sườn của mình thôi là mình thấy ngồi không nổi rồi đó. Đúng rồi, không phải ai cũng là mạnh mẽ hoài đâu. Thắng đã từng trải qua, Thắng biết mà. Cho nên chúng ta cần có sức mạnh của Chúa mỗi ngày quý vị. Chúng ta cần có sức mạnh của Chúa mỗi ngày để có thể đứng vững ở trong những lúc bão tố phong ba như vậy. Nhất là trong những lúc bế tắc, mình chỉ biết kêu cầu Chúa mà thôi. Và Chúa sẽ có cách để mở đường chúng ta được ra khỏi. Amen. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ ba chúng ta nhận được phước hạnh ở trong sự cầu nguyện, đó là cầu nguyện góp phần vào sự vững vàng thuộc linh của chúng ta. Ở đây liên hệ đến những đặc tính của sự trung tín để giữ chúng ta vững bền ở trong Chúa. Cơ đốc nhân muốn được vững vàng cho đến cuối cùng trước những sự tấn công và thử thách của Satan thì cần phải kinh nghiệm một đời sống sâu nhiệm với Chúa trong chỗ cầu nguyện mỗi ngày. Ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân họ tin Chúa một thời gian xong họ yếu đuối, họ bỏ. Công việc em nhiều quá mục sư ơi, bây giờ ba mẹ em không có tin Chúa cho nên bây giờ em không đi nhóm được. Bây giờ họ bắt em phải thế này thế kia, rồi công việc của em cái thế này thế nọ, nhiều vô số lý do quý mà cho em. Nhưng mà tụ chung lại cái nguyên nhân á, cái nguyên nhân chính yếu đó là bởi vì cơ họ thiếu sự cầu nguyện.
Cho nên bây giờ có mục sư có mà lấy xe hơi đến tận nhà để rước họ đi nhóm, họ cũng không đi nữa. Hoặc là bây giờ ba mẹ họ đồng ý con đi nhóm nhà thờ đi, họ cũng không đi nữa quý vị ơi. Cái lý do là bởi vì tấm lòng này không có với Chúa. Cho nên cho dù hội thánh có sát bên cạnh nhà, họ cũng không bước qua để nhóm nữa quý vị. Đúng không? Khi lòng không còn yêu nữa rồi hả? Cái con nhỏ kế bên nó đẹp như thế nào cho nữa thì mình cũng chẳng thèm muốn nói chuyện. Cho nên tôi khích lệ quý vị, chúng ta cần phải chú trọng vào trong đời sống cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa và chúng ta kinh nghiệm được sự yêu mến Chúa rồi đó quý vị sẽ được đứng vững vàng ở trong thuộc linh của mình cho đến cuối cùng. Không bao giờ bỏ Chúa được hết quý vị ơi. Cho dù trong cuộc sống của chúng ta có những lúc mà thử thách đó, có những lúc mà nó bão tố đến, chúng ta cảm nhận như là mình không thể nào có thể theo Chúa được, mình không có thể nào có thể vượt qua được. Nhưng mà tại trong những lúc đó Chúa vẫn có cách để giải cứu quý vị. Tại trong những chỗ đó Chúa sẽ thay đổi hoàn cảnh và Chúa sẽ giải cứu quý vị qua sự cầu nguyện. Quý vị nhớ câu chuyện của Daniel không? Daniel là một người rất là gọi là tuổi trẻ tài cao đúng không ạ? Ông đẹp trai ha, thông minh, giỏi giang vô cùng. Ông là người đứng nhì vương quốc Babylon sau vua thôi. Nhưng mà có những người ghét ông và họ muốn tìm cách để hại ông. Nhưng họ hại không được, tại vì Daniel là một người không chỗ trách được, xuất sắc nữa. Bởi vì cớ mỗi ngày ông cầu nguyện 3 lần lận. Mỗi ngày ông đều sáng, trưa và chiều mở cửa sổ mình ra hướng về Jerusalem để cầu nguyện. Và những kẻ thù của ông bắt ngay cái chỗ đó và kiện ông. Họ lập mưu nói rằng là bây giờ mình phải nhờ vua ký vào trong sắc lệnh đó là bất cứ ai ở trong vương quốc Babylon cũng không được phép cầu nguyện với thần nào hoặc là Đức Chúa Trời của họ, chỉ cầu nguyện với vua mà thôi. Và nếu mà ai vi phạm cái chiếu chỉ này thì sẽ bị quăng vào trong hang sư tử. Wow, một cái âm mưu rất là thâm độc đúng không ạ? Nhưng mà khi biết chiếu chỉ của vua như vậy, người ta nói rằng là Daniel vẫn về nhà và mở cửa sổ ra để cầu nguyện với Chúa. Và người ta đã báo với vua, đó, Daniel vừa mới cầu nguyện xong cái giờ đó. Và khi mà Daniel bị bắt như vậy, ông đứng trước mặt vua và ông nói rằng là Đức Chúa Trời và tôi thờ phượng đó sẽ giải cứu tôi khỏi hàm sư tử. Ông vua rất là buồn bởi vì có cái chiếu chỉ đó đã được ký rồi bởi nhẫn của vua, không thể bãi được. Và khi mà cái lệnh đó được thực thi, cửa hang sư tử mở ra, người ta quăng Daniel xuống đó và người ta đậy cái nắp hầm lại. Mọi chuyện dường như đã được an bài đúng không? Sáng hôm sau ông vua, ông đứng ngay cái nắp hầm đó, Daniel, chi buồn với ngươi, tao không cứu ngươi được. Ông khóc giống như là ông đi đám ma vậy đó, ông đi đám tang cho Daniel vậy đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi mà người ta mở cửa hang ra, thấy Daniel vẫn còn nguyên vẹn, bên cạnh con sư tử và con sư tử nó ngoan giống như là một con cún con vậy đó quý vị. Quý vị thấy không? Tại sao mà Daniel có thể vượt qua được cái thử thách đó? Đó là bởi vì cỡ Daniel có một đời sống cầu nguyện trung tín với Chúa mỗi ngày. Quý vị thấy không ạ? Cái lúc bình thường đó, chưa có hoạn nạn đó quý vị, thì Daniel đã có thói quen cầu nguyện rồi. Cho nên khi mà hoạn nạn xảy đến, thì Daniel vẫn tỉnh bơ. Đúng không? Đó là cái sự vững vàng mà Chúa ban cho Daniel đó. Chứ nếu mà tôi nghĩ rằng là nếu ai đó mà yếu đuối nha, mà gặp cái hoàn cảnh của Daniel là chắc chắn bỏ Chúa đó. Thấy con sư tử nó nhe răng ra thôi là bỏ chài rồi đó. Ơ đâu có đâu, tôi đâu có phải người tin Chúa đâu. Bỏ chạy liền. Nhưng mà tại Chúa Daniel không bỏ chạy. Daniel vẫn nói rằng Đức Chúa Trời của tôi thờ phượng đó. Nếu Ngài không giải cứu tôi thì tôi về với Chúa. Còn nếu Chúa giải cứu tôi thì vinh hiển thuộc về Chúa. Quá tuyệt vời quá. Nhưng mà có một điều mà học được từ trong bài học của Daniel đó là nếu trong thuận cảnh mà chúng ta không chịu cầu nguyện thì trong nghịch cảnh chúng ta sẽ không đứng nổi. Cho nên quý vị ơi, khi còn khi còn thuận cảnh như thế này, khi còn mà bình an như thế này đó, quý vị hãy tập thói quen cầu nguyện đi.
Để khi mà sóng gió bão tố đến, khi mà gia đình của chúng ta bắt bớ chúng ta, chồng con chồng vợ của chúng ta chưa tin Chúa đó, họ bắt bớ chúng ta đó, thì chúng ta có sức để chúng ta đứng vững được với Chúa, đúng không ạ? Chứ còn khi mà nan đề ập đến, cái bắt đầu mình không đứng nổi, điện thoại mục sư thì một mục sư đang đi đâu vùng xa, đi xa rồi không nghe được, đúng không? Không ai bên cạnh để giúp đỡ mình hết. Lúc đó quý vị ơi, chỉ có bám chặt lấy Chúa thôi. Amen. Rồi Chúa sẽ có cách để mở đường chúng ta được ra khỏi, giống như cách mà Chúa đã từng làm đối với Daniel. Cảm ơn Chúa. Và điều phước hạnh cuối cùng mà chúng ta tìm thấy được trong sự cầu nguyện đó là cầu nguyện giúp thay đổi số phận chúng ta. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 chép rằng là hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc mà ngươi chưa từng biết. Trong chỗ cầu nguyện, Chúa sẽ tỏ chúng ta những cái việc lớn lao vô cùng, quý bà cho em. Và cuộc đời của chúng ta có thể sẽ được lật sang một trang sử khác từ khi chúng ta biết kết nối với Chúa một cách trực tiếp. Ở trong Thánh có nhắc đến một nhân vật xuất thân với một cái tên đầy sự rủa xả và đạo đớn. Nhưng mà nhân vật này đã biết cách cầu nguyện với Chúa để thay đổi số phận của mình. Và sau này người này được phước và đầy ơn ở trong gia đình của mình. Người đó tên là Gia-bê. Người này đã được Kinh Thánh ghi lại ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 4 câu 9 cho đến câu 10 như thế này. Gia-bê được tôn trọng trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh nói rằng là Gia-bê được sinh ra với một cái hoàn cảnh nó không được giống như là những người bạn khác của mình. Gia-bê có nghĩa rằng là đau đớn. Mẹ ông đã sinh ông ra rất là khó khăn và bà rất là đau, cho nên là bà đặt tên đứa con của mình là Đau. Mỗi khi mà bà gặp con của mình, bà nói: ê Đau ơi, tới đây con. Đau ơi, Khổ ơi, tới đây con. Cái cuộc đời của Gia-bê nó đầy những sự đau đớn, bởi vì có ký ức của người mẹ là một ký ức đau đớn. Và cái tên nó thể hiện uy quyền và bổn tánh của người đó. Và cuộc đời của Gia-bê cảm thấy có nhiều cái sự tổn thương và đau buồn ở trong chính cái tên của mình. Và Gia-bê đã khấn nguyện với Chúa: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Wow, quý vị thấy không? Một con người mà gọi là đầy những sự đau đớn, có một cái xuất thân đau đớn như vậy, rủa xả như vậy đó, nhưng mà dám cầu nguyện những lời cầu nguyện phải nói là rất là vĩ đại, đúng không ạ? Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Quý vị ơi, tôi khích lệ quý vị hãy bắt đầu cầu nguyện những lời cầu nguyện này từ ngày hôm nay. Quý vị sẽ thấy được Chúa ngày thay đổi thân phận của chúng ta. Có thể chúng ta xuất thân từ một sắc tộc vô danh tiểu tốt ở trong đất nước Việt Nam này. Chúng ta là một người thiểu số, bị người khác coi thường, bị người khác khinh khi từ khi mà chúng ta lọt lòng. Người ta dùng những cái từ ngữ hết sức là khinh miệt đối với chúng ta, nói chúng ta là cái thằng tộc này, cái con tộc nọ. Quý vị ơi, hãy đến với Chúa và cầu xin Chúa thay đổi thân phận của chúng ta. Hãy cầu nguyện những lời cầu nguyện này. Chúa sẽ biến đổi chúng ta từ một người sắc tộc bị coi thường trở thành một người Gia-bê vĩ đại của Chúa. Amen. Xin Chúa ngày cứu con ra khỏi những sự dữ. Chúa ơi, xin ban phước cho con, để người ta sẽ biết được Đức Chúa Trời con là vĩ đại như thế nào. Chúa ơi, con sẽ là người đầu tiên ở trong sắc tộc của con sẽ làm những việc vĩ đại cho Chúa. Người ta sẽ không coi thường người sắc tộc của con nữa. Quý vị có dám cầu nguyện như vậy không? Chúa ơi, xin hãy khiến cho con trở thành một người giàu nhất ở tại khu vực cầu xe này, để con sẽ làm chứng về Chúa là đấng diệu kỳ, là đấng đã thay đổi số phận của con. Để người ta sẽ không còn coi thường danh của Chúa cho đời sống con nữa. Amen. Khi quý vị được Chúa ban phước cho quý vị có nhiều tiền của, quý vị sẽ có tiếng nói ở trong cộng đồng của mình. Lời của Chúa nói rằng là tin kính và sự thỏa lòng, đó là một lợi lớn. Chúng ta phải thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, dù chúng ta nghèo hay giàu, chúng ta phải thỏa lòng với gì Chúa ban cho để chúng ta theo Chúa cho đến cuối cùng. Thì đó là đúng, tôi không nói
điều đó là không đúng. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ, đó là Chúa Ngài muốn cho một số hoàn cảnh đặc biệt trở nên giàu có, giống như là những Joseph của Chúa, để có thể có tiếng nói với cộng đồng chung quanh mình. Sẽ có những triệu phú, sẽ có những đại gia được lấy ra từ trong hội thánh để trở thành một cái cây cải to, để chim trời có thể đến và đậu ở trên những cái nhành của nó. Ai biết được 20 năm sau tôi sẽ gặp quý vị và tôi chào quý vị, chứ quý vị không còn chào tôi nữa, đúng không? Hôm nay quý vị thấy tôi, quý vị chào mục sư Tuấn, nhưng mà có thể 20 năm sau, 30 năm sau tôi gặp mục sư, tôi gặp quý vị thì tôi sẽ chào, chào giám đốc, chào tổng giám đốc, chào chủ tịch. Amen. Amen. Tôi đang chia sẻ lời Chúa cho những đại gia tương lai, cho những người lãnh đạo tương lai. Hai mươi năm trước tôi không bao giờ tôi suy nghĩ được hình ảnh của tôi ngày hôm nay, quý mài cha. Ai đó nói với tôi sẽ trở thành mục sư để chia sẻ lời Chúa, livestream cho nhiều người xem á, tôi bỏ chạy liền. Sợ lắm quý mài cha em, không bao giờ hình dung rằng mình có khả năng như vậy. Nhưng mà đến thời điểm của Chúa, Chúa làm, Chúa hóa mình trở thành một con người khác. Khi sức dầu Chúa đến thì quý vị sẽ hóa thành một con người khác. Quý vị sẽ không còn là một con người hèn hạ như ngày xưa nữa. Thì của Chúa để cùng quý vị có thể đi thẳng vào trong bộ hoặc là vào trong chính phủ để mà gặp những người nguyên thủ quốc gia. Khi Chúa sức dầu quý vị rồi, quý vị có thể ngồi bên cạnh những vị vua, những tổng thống, những nguyên thủ quốc gia đó quý vị. Tôi đã nghe lời làm chứng. Nhà tôi xin phép uống miệng nước. Tôi đã nghe lời làm chứng của một mục sư là người Việt Nam. Ông làm chứng rằng là ông đã được ngồi bên cạnh ông vua Na Uy để mà diện kiến với lại chủ tịch nước Việt Nam qua Na Uy để mà ngoại giao. Wow, quý vị thấy tuyệt vời không? Một mục sư người Việt Nam được mời vào trong cung vua Na Uy để mà nói chuyện với ông chủ tịch nước Việt Nam đi qua Na Uy để mà ngoại giao. Wow, tôi nói với Chúa ơi, khi nào thì con sẽ được có cái vinh dự như vậy, để được gặp các vua, gặp được các tổng thống, gặp được các nguyên thủ quốc gia. Thực tế vẫn có những mục sư đặc biệt, họ được Chúa Ngài dùng để mà gặp những người lãnh đạo tầm cỡ thế giới. Khi mà Chúa làm, quý vị, chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Amen. Cho nên hãy cầu nguyện, quý mài cho em hãy cầu nguyện. Đừng cầu nguyện với lòng tham, đừng cầu nguyện với lòng ích kỷ, nhưng mà hãy cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho cộng đồng của chúng ta. Chúa ơi, xin hãy thay đổi con để cộng đồng xung quanh con được phước. Cộng đồng con còn nghèo lắm. Xin Chúa Ngài dứt dây con để con trở thành 1 triệu phú đô la để con có thể giúp đỡ cho cộng đồng của con. Amen. Quý vị có thể cảm thấy, ô cái lời này mục sư nói sao mà khó nghe quá. Sao mà nói cho ai chứ không phải cho tôi. Quý vị ơi, Chúa có thể làm lạ lùng lắm. Có thể cái căn nhà lá ọp ẹp quý vị đang ở á, giờ không có giá nhiều hết, nhưng mà đến cái thời điểm Chúa làm á, khiến cho cái căn nhà lá đó cùng với cái mảnh đất của mình có, nó lên tới vài chục tỷ. Lúc đó quý vị sẽ trở thành con người khác. Quý vị cứ tin tôi đi, cứ tin lời Chúa, chắc chắn sẽ có thời điểm Chúa sẽ làm việc. Không gì là không thể với Chúa cả quý mài chàng. Không điều gì Chúa không thể làm được hết. Và tất cả những thánh đồ, những người được ơn của Chúa trong cái thánh, khi mà chúng ta nhắc đến họ thì tôi có thể nhắc đến quý vị, đó là những con người biết cầu nguyện với Chúa. Những con người nổi tiếng ở trong cái thánh, những con người đi vào trong lịch sử kinh thánh đều là những con người biết cách cầu nguyện. Cho nên tôi khích lệ quý vị, những ai chúng ta chưa bao giờ biết cách cầu nguyện với Chúa, hãy đến với Chúa ngày hôm nay. Hãy cầu nguyện bằng tấm lòng của mình. Thưa Chúa, con còn đây, xin hãy phán với con. Đây là cái bài học đầu tiên và cơ bản vỡ lòng mà thầy tế lễ Heli đã dạy cho Samuel lúc còn bé. Samuel lúc 4 năm tuổi còn bé mà chưa biết cách cầu nguyện với Chúa. Khi Chúa đến gọi Samuel, Samuel chỉ chạy đến với Heli thôi, không biết cách thưa với Chúa như thế nào hết. Sau đó 3 lần thì Heli
đã dạy cho Samuel biết cách để đáp lại với Chúa rằng là nếu con có nghe cái lời đó nữa, có gọi con nữa đó, thì con hãy nói như thế này, đó là lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, xin hãy phán với con. Quý vị ơi, hãy bắt đầu bằng cái câu như vậy. Quỳ gối ở trong phòng riêng của mình và nói với Chúa, lạy Chúa, con là Trương Anh Tuấn, có con đây, xin hãy phán với con xin lắng nghe, xin hãy phán với con và cho con được tương giao với Ngài. Xin Đức Thánh Linh của sự cầu nguyện thăm viếng và dẫn dắt linh hồn con vào trong dòng sông của sự cầu nguyện, vào trong dòng chảy của sự cầu nguyện, để con sẽ cầu nguyện ở trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Không cầu nguyện theo tâm trí xác thịt, không cầu nguyện trong sự hiểu biết của con người nữa, nhưng mà con sẽ được cầu nguyện ở trong sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và rồi quý vị sẽ thấy lời của mình nó nói ra một cách tự nhiên, giống như là một người đang trò chuyện với bạn của mình, chứ không phải là mình đang cầu nguyện những lời sáo rỗng của tôn giáo đâu quý vị. Tự nhiên Chúa sẽ cho chúng ta có những cái lời cầu nguyện rất là hay quý mà chị em. Và khi quý vị thực tập được ở trong cái chỗ cầu nguyện riêng tư mật thiết với Chúa như vậy, quý vị bước ra, quý vị phục vụ Chúa, cầu nguyện cho người khác, người ta sẽ nhận biết rằng quý vị là người của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời cầu nguyện quý vị nó không giống với bất cứ một lời cầu nguyện nào của người khác. Những lời cầu nguyện quý vị nó không có copy khuôn mẫu của người khác. Và đi đâu quý vị cũng có thể trở thành nguồn phước cho những người xung quanh mình. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài sử dụng quý vị như là những ống dẫn phước hành cho những người xung quanh mình. Amen. Khi mà tôi bị đau chân trong tối thứ sáu vừa qua, thì có một người chị em ở Bình Dương điện thoại cho tôi và nói, lúc ban đầu thì nhắn tin cho tôi nói, mục sư ơi, bây giờ hai mẹ con em đang cầu nguyện, đang đọc kinh thánh, tự nhiên con trai của em á, quỷ nói ra từ miệng của nó, nói nó là Lucifer. Em bây giờ có hai mẹ con thôi, bây giờ em cũng nhân danh Chúa em trỗi dậy, em đuổi nó đi ra khỏi con trai của em. Nó khoảng chừng tầm 12, 13 tuổi gì thôi. Mà bây giờ nó nói nó không ra. Nó nói là mày đã bán con của ta cho tao rồi, bây giờ mày đuổi tao ra là sao? Thế là tôi điện cho người chị em này. Và tôi nói rằng là ngày trước á, chị có giao ước với chùa không? Trước khi chị sinh nó ra đó, chị có dâng nó cho chùa hoặc là dâng nó cho thần Phật nào không? Và người chị em này nhớ ra rằng là à đúng rồi, hồi xưa ơi, lúc mà con em nó khoảng chừng tầm vài ba tuổi đó, thì em đã đi đến cái chùa ở dưới Tiền Giang, đến ông thầy thầy Bửu ở Tiền Giang, không phải là thầy Quỳnh Lâm Bửu nha, mà là thầy sư Bửu á. Nhờ ông thầy đó chúc phước cho con của em, rồi gửi con của mình vào trong cái chùa đó nhờ thần Phật phù hộ. Và bây giờ nhớ ra được. Và tôi hướng dẫn cắt đứt tất cả những giao ước, những cái lời nói của người mẹ với lại ma quỷ ở trong cái chùa đó. Cảm ơn Chúa là đứa con đó sau đó nó im, và nó không còn trợn ngược trợn xuôi, nó không còn kháng cự với mẹ nó giống như trước đó. Cảm ơn Chúa, quỷ ra khỏi luôn cái luôn quý mà cha. Tôi làm chứng như vậy để biết rằng là khi mà cái chân của tôi bị đau như vậy đó, tôi có cảm giác rằng là chắc là đời sống cầu nguyện của mình nó sẽ không có quyền năng. Mình bị cái chân đau như vậy mà mình không thắng được nó, làm sao thắng được quỷ. Thậm chí tôi bị cám dỗ rằng tôi không nghe máy để mà mất công mình đuổi nó không ra, rồi mình lại mất ơn nữa. Nhưng mà tôi vì có tình yêu thương cho nên tôi phải trả lời tin nhắn đó. Cảm ơn Chúa rằng là qua cuộc nói chuyện như vậy, người con được giải cứu. Tôi chia sẻ cho quý vị điều này để khích lệ quý vị hãy có một đời sống cầu nguyện với Chúa. Dù rằng quý vị đang khỏe mạnh hay là bệnh tật, quý vị ơi hãy đến với Chúa. Chúa Ngài vẫn nghe tất cả những lời cầu xin của chúng ta. Nếu chúng ta có tấm lòng yêu mến Chúa và có đức tin nơi Chúa, Chúa Ngài sẵn sàng đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Đừng bao giờ quên Chúa nha quý vị nha. Dù khỏe mạnh hay là ốm yếu, ốm đau bệnh tật, dù là nghèo, rớt mồng tơi hay là giàu, nứt đố đổ vách, chúng ta vẫn phải cầu nguyện với Chúa. Amen. Đừng chỉ cầu nguyện sốt sắng hết lòng khi mà mình hết tiền, khi còn nghèo thiếu. Nhưng mà đến khi giàu rồi là quên Chúa rồi, không cầu nguyện với Chúa. Nhưng xin Chúa cho chúng ta luôn trung tín với Chúa, trung thành với Chúa quý vị ơi. Chắc chắn cuộc đời quý vị sẽ trở thành cuộc đời đem lại phước hạnh cho nhiều người khác. Amen.
quý vị sẽ được đứng vững nhờ quỳ gối cầu nguyện. Tôi ước ao rằng 50 năm sau tôi quay trở lại đây và tôi thấy hội thánh của Chúa sẽ có nhiều con người cầu nguyện. Người ta sẽ làm chứng rằng là ô, tôi là thế hệ con cháu của mục sư Trương Tuấn, tôi là thế hệ con cháu của mục sư Trương Thiết, tôi được phước, được khích lệ rất là nhiều qua cô Phạm Thị Xuân, tôi được khích lệ qua đức tin và cũng như đời sống cầu nguyện của cô Rủ, của cô Đảo, rồi của Diện, của Đảo. Wow, quý vị có mong muốn nghe những lời làm chứng như vậy không? Tôi xin mời quý vị đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện giờ phút này. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con phải trở thành những con người cầu nguyện, Chúa ơi. Nếu không có đời sống cầu nguyện, chúng con sẽ không thể nào đứng vững trước những khó khăn, những bão tố. Chúng con không cầu nguyện thì chúng con sẽ không thể kinh nghiệm được vị ngọt ở trong tình yêu của Ngài. Chúng con không cầu nguyện thì đời sống của chúng con sẽ không thể nào tràn trề phước hạnh và quyền năng của Chúa được, Chúa ơi. Xin tha thứ cho những sự yếu đuối, cho những sự chây lười trong thuộc linh của chúng con. Trong bấy lâu qua, chúng con đã quên đi sự cầu nguyện, quên đi sự thờ phượng Ngài một cách cá nhân, mà chúng con chỉ cầu nguyện ở trong hội thánh mà thôi. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin tha thứ chúng con và biến đổi chúng con để chúng con trở thành những con người của sự cầu nguyện. Đi đâu chúng con cũng cầu nguyện, đi đâu chúng con cũng nhờ cậy Ngài, đi đâu chúng con cũng luôn nhớ về Ngài và hướng về Ngài cả, Chúa ơi. Xin giúp cho lòng chúng con luôn 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 có một đời sống kết nối với Ngài. Bởi vì trong danh của Chúa Jesus Christ có quyền năng, trong danh của Chúa Jesus Christ có một phước hạnh để chúng con được no đủ, được thỏa lòng từ trong thuộc linh cho đến thuộc thể. Lạy Chúa, trong thế gian này không có bất cứ một thần nào giống như Chúa. Ở trên trời cũng không có ai giống như Ngài cả, Chúa ơi. Ngài là đấng tốt lành, Ngài sẵn sàng ban cho chúng con những điều mà chúng con đang cầu xin và tìm kiếm. Ở trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con có sự phước hạnh ở trong sự chữa lành. Chúng con có phước hạnh của sự giải cứu, chúng con có được phước hạnh ở trong tâm linh của chúng con để được tự do khỏi tất cả những quyền lực của ma quỷ. Và ma quỷ nó phải nghe đây, nó phải rơi xa khỏi đời sống chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Nó phải rơi xa khỏi bầy chiên của Ngài, nó phải rơi xa khỏi gia đình của chúng con, rơi xa khỏi nơi mà chúng con đang sinh sống và phục vụ Ngài. Lạy Chúa, Ngài là đấng toàn năng, xin hãy thăm vi chúng con, xin hãy rờ chạm chúng con, xin cho lòng của chúng con được kết nối với Ngài để chúng con có thể hiểu được tấm lòng của Ngài. Bởi vì chúng con sẽ không thể nào thờ phượng Chúa, theo Chúa, phục vụ Ngài một cách trung tín nếu chúng con không hiểu được tấm lòng của Ngài. Nếu, xin hãy cho chúng con có được trái tim của Ngài, Chúa Giêsu ơi, để chúng con có thể kiên trì và trung tín bền bỉ theo năm tháng để phục vụ Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con đứng vững vàng cho đến ngay mà Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại. Có thể có những yếu đuối, có những lúc mà chúng con cảm thấy nao lòng trước những thử thách, trước những bão tố phong ba mà ma quỷ đem đến. Nhưng xin Chúa Ngài cho chúng con được luôn ở trong thập giá của Chúa Jesus Christ. Xin huyết của Chúa Jesus Christ bao phủ chúng con. Xin cánh tay quyền năng của Chúa Jesus Christ Ngài giơ ra để che chở bảo vệ linh hồn của chúng con trước những sự cám dỗ, trước những cái quyền lực của quỷ dữ đang hăm he để nghịch lại với chúng con. Lạy Chúa, xin hãy giải cứu chúng con ra khỏi những hoạn nạn. Xin hãy giải cứu chúng con ra khỏi những sự áp bức của ma quỷ. Xin giải cứu chúng con ra khỏi những gánh nặng nợ nần về tài chánh. Lạy Chúa, Ngài có cách để thay đổi chúng con, thay đổi hoàn cảnh của chúng con. Xin cho chúng con luôn trung tín bám chặt lấy Ngài. Cho dù như thế nào chăng nữa thì chúng con vẫn luôn thuộc về Ngài, vẫn luôn yêu mến Chúa và kính sợ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Còn cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời vẫn luôn ở cùng với chúng con, Chúa ơi. Ngài không bao giờ bỏ chúng con cả. Xin quyền năng của Chúa, phép lạ của Ngài tiếp tục thi thố trên đời sống của chúng con, ở trong sức khỏe của chúng con, ở trong công ăn việc làm của chúng con, ở trong gia đình của chúng con, ở trên con cái của chúng con, ở trên tài chánh của chúng con nữa, Chúa ơi. Và trên cộng đồng của chúng con cũng sẽ được nhìn thấy Chúa xuyên qua đời sống của chúng con, mà phước hạnh của Chúa được lan tỏa, tình yêu thương, sự vui mừng, bình an của Chúa cũng được lan tỏa xuyên qua đời sống của chúng con. Nơi nào chúng con đi đến, nơi đó sẽ có phước hạnh của Ngài. Bởi vì cớ Chúa Giêsu ở trong chúng con, Ngài là nguồn phước cho mọi dân tộc, Ngài là nguồn phước cho mọi người trên đất này. Lạy Chúa, chúng con cũng là con cháu thật của Abraham, bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Xin khiến chúng con trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc xung quanh chúng con, Chúa ơi. Chúng con cùng thừa hưởng một lời hứa mà Abraham đã từng nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con để chúng con trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc. Chúng con trở thành những người được Chúa dùng để có thể tỏa sáng cho danh của Ngài. Và xin Chúa gìn giữ chúng con như là những gia bê của Chúa, để chúng con không gặp phải những sự dữ, hầu chúng con không buồn rầu.
Xin Chúa gia tăng bờ cõi chúng con, làm chúng con được trở thành một nguồn phước và nhiều mắt sẽ được nhìn thấy Chúa xuyên qua đời sống của chúng con. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi, xin hãy tiếp tục làm ơn trên đời sống của chúng con. Xin làm ơn trên bầy chiên của Ngài tại đây. Xin Chúa Ngài thăm viếng hội thánh của Ngài, thăm viếng hội thánh của Ngài trong đời sống cầu nguyện cá nhân, để mỗi ngày chúng con luôn nhớ đến Ngài, luôn cầu nguyện bền bỉ với Ngài, và chúng con vẫn luôn nhịn nhục để chờ đợi câu trả lời của Ngài đến với chúng con ở trong thời điểm của Ngài. Con cảm ơn Chúa, quyền Chúa được tôn cao, được vinh hiển qua mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con được học và chúng con được kinh nghiệm, chúng con được trải nghiệm sự ngọt ngào ở trong tình yêu thật của Chúa Giêsu Christ khi chúng con bước vào trong chỗ cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa, quyền Chúa được vinh hiển qua tất cả mọi lời chia sẻ này, và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.